nào cũng nguyện giấy, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đại, nhất định là con tu cho mà ông bà tổ tiên xuất về thăng Phật đại hết, về cực lạc hết, nguyện làm cho đẹp mặt mày thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ khuyên ngẫu như mình có tu. Nhưng mà mình tu cứu mình không nổi là làm sao cứu ông bà nổi, phạm giới lực tùm lum ở chân trời, tu còn tèm nem chút nước chân trời, không có tu con lành, mình cứu mình chưa nổi làm sao cứu ông bà cho nổi. Vậy thì hứa dốc cho ông bà cha mẹ. Hỏi hai câu giảng là tu thì tâm thì được thảnh thơi, tu giả dối thì lao thì lý, tu thế nào là thiệt tâm, tu thế nào là giả dối. Nhà Quynh Ba giải dùng và nghe chung Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa tất cả quý cô bác, nhà thi em, chư đồng đạo kính mến. Thì đáng lẽ ra chúng ta giờ này nghỉ cũng được rồi, nhưng mà còn hai đề tài nữa hả? Giờ giải quyết luôn hay sao? Thôi giờ lâu lâu mình gặp một lần nhé quý vị, cũng quan hỷ cho. Thì vừa qua được đồng đạo có nêu lên, tu thật tâm thì được thảnh thơi, tu giả dối thì lao thì lý. Hai câu phải không? Hai câu. Thôi giờ tranh thủ thời gian đi, khỏi chức xứ nữa. Giờ chúng ta đi thẳng vào còn hai đề tài này nữa cho nó mau. Bây giờ tu thật tâm. Tu thật tâm là chúng ta tu sao mà thật tâm. Thật tâm có nghĩa là tu thật tâm là chúng ta tu thiệt. Tu thiệt. Mà tu thiệt là tu bằng cách, nghĩa là chúng ta thật sự mà tu, hành đạo cho nó đúng mức. Cúng lại cũng thiệt tình mà cúng, ăn chay cũng thiệt tình mà ăn, làm lành cũng thiệt tình mà làm, niệm Phật cũng thiệt tình mà làm. Vậy thì cái gì chúng ta trong đường tu chúng ta, chúng ta tu thiệt, dứt khoát là chúng ta không tu dối. Nhưng mà nói vậy chứ còn cái tướng tu đi tới đi lui lòng đạo, chứ cái tâm mình nó dối mình không hay. Phải không quý vị? Dối à? Tại vì mình chưa có tu thiệt. Tu bằng cái làm lấy có không, cho nên chính đó mà chúng ta chưa tu thiệt. Một câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi, khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn, dân cho nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy có. Đi lại làm tầng mà niệm lấy có không? Phải gì? Để mình đem cái công hạnh tu tập của mình lại cầu nguyện cho người chết, mà lại đó chúng ta làm lấy có, xá đại xá càng, niệm niệm thấy cho rồi, nghĩa là giết rằng mà đi về, chứ còn không có thành tâm, chứ không có mục đích lại cứu người quá giảng, chứ làm như làm lấy có. Vậy thì gọi là tu giả dối. Mà chỗ này thầy nói là tu thật tâm. Tu thật tâm là chỗ nào cũng thành thật tu á. Chính tôi biết đó nha. Mấy mươi năm trường, 20 năm trường tu, ai đi làm tầng cũng đi làm tầng, ai đi đám dỗ mình cũng đi đám dỗ, ai chặt phúc nam mình cũng đi chặt phúc nam, rồi ai đi nói đạo mình cũng theo đi nói đạo. Nhưng mà cái tâm nó không có cái tâm, nó ngộ lắm, cái tâm không có tâm giải thoát. Tới chừng 5 năm nay đó kiểm kỹ lại, ủa mình tu sao nó phí thời gian quá. Phí thời gian mấy mươi năm nay đi làm đạo mà phí thời gian. Vậy thì mình đã dối rồi, chưa có thiệt tâm mà tu. Thầy nói thế này nè, Phật nhi đó tâm tánh thiệt thà. Vậy thiệt thà là thật thà mà tu. Rồi tánh ngay thẳng ta không dời đổi, dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Rồi nghĩa là làm chân chính là tiên là Phật. Vậy thì thật thà, ngay thẳng, chân chính, như vậy là cái người tu đó đúng mức. Mà ngặt cái bữa nào cũng giấu chân. Trở lại chút xíu nha, trong cái bài cúng của mình đó, tôi dám bảo đảm cái gì mình đã chính tôi xét tôi biết nha, tôi không nói ai chân trời. Chính tôi đó là tu có thể tu giả dấu nhiều lắm, mà tu thật thì ít. Tại sao vô cái bài cúng cứ kính dân hương trước của quyền, cầu trên tất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy Phật chứ dốc tu hiền tạo phước duyên. Cái chữ thiền này quý vị biết, chứng lòng thiền, nguyện với củ quyền thất tổ mình, nó chứng lòng thiền là chứng lòng thành của mình. Thành này nó có, thiền này có ghê hay sao? Vậy thì chứng lòng thành là chứng lòng thiền. Mà thiền con khỉ khô, toàn là tôi nguyện quyết cho rồi không, cúng đi bằng ăn gì mệt gần chết. Cứ như hơi chứ củ quyền, còn chứ thất tổ chứng lòng thiền, nó có quy Phật chứ chấp quyền là đúng. Ông củ quyền nói không biết mày đọc cái gì, tao chớ nghe trên trời. Tao quyết cho nó rồi, đặng mà đi ngủ, đi nằm nghỉ phải không cái gì? Làm dối trá, chứng lòng thành mà tâm mình không có thành trên trời. Ngay cuối cùng là chúng ta giấu với ông bà mình, rồi bữa nào cũng nguyện giấy, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đại, nhất định là con tu cho mà ông bà tổ tiên xuất về thăng Phật đại hết, về cực lạc hết, nguyện làm cho đẹp mặt mày thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bề trên độ khuyên ngẫu như mình có tu. Nhưng mà mình tu cứu mình không nổi là làm sao cứu ông bà nổi. Phạm giới lực tùm lum ở chân trời, tu còn tèm nem chút nước chân trời, không có tu con lành, mình cứu mình chưa nổi làm sao cứu ông bà cho nổi. Vậy thì hứa dốc cho ông bà cha mẹ, làm cho ông bà cha mẹ mình đau lòng dữ lắm. Thôi bữa nào mày cũng nói dốc chứ, mày vô mày cầm cái nhang là tao bực bội rồi.
mày làm tạo lão bất xới, mày làm không thành tâm cho cháu. Dâm bên ông bà ngồi trên nó quở mình đúng vậy. Mà chính tôi suy nghĩ cái này tôi giật mình cháu chơi. Năm nay vì làm kỹ lại à, tu cho nó thiệt lại, dứt khoát là hứa là phải làm. Bây giờ con có bản lĩnh con tu phải làm sao, nhất định là chuyến này con cứu bà cha mẹ. Và còn không phải cứu bà cha mẹ thôi, cứu hết chân tất cả chúng sinh nữa. Chúng này chuyến này con tu thiệt tình à cháu này. Năm nay là kiểm điểm bà cho kỹ. Nghe bây giờ mình suy nghĩ lại cái này mấy năm nay mình giấu cho bà. Tới cái thứ hai, bây giờ mình giấu với trời Phật. Bữa nào mình cũng nguyện với Tam Bảo là Tam Mô Ta Bà Giáo Chủ Con Xin Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần. Nam Mô Thập Phương Phật, Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng, Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng, Đệ Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sinh Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, nguyện hết trơn mười phương chư Phật, rồi chư các chư Bồ Tát, các chư Thần, rồi Phật Thích Ca Mâu Ni về đây chứng minh cho mình, cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành đến dữ, mà mình có làm lành đến dữ đâu. Làm lành là gì? Làm lành là làm theo con đường lành của Phật. Mà lánh dữ nghĩa là bỏ những điều quấy lỗi. Nhưng mà quấy lỗi của mình còn ở nguyên. Làm lành thì mình làm yếu xìu, mà lỗi của mình đó, ác của mình nó còn quá nhiều. Mà cải hối ăn năn làm lành đến dữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, mình cũng không có hiền chân chỗ, mình không giữ đi tới đâu cử lậu tới đó. Mà thật sự quý vị ơi, cái này nói thật sự nha, không phải nói giỡn đâu. Đi vô làm từng cử lộn, làm từng vô niệm Phật cử lộn niệm Phật, mà vô đi kiếm thuốc nam cử lộn với thuốc nam, mà đi làm bắt cầu vào lộ thì cử lộn vậy làm sao vậy? Vậy thì tu quấy lâu nay mà chưa hiền miếng nào chân trời, đây là chính chúng ta giấu ông bà, đối giấu trời Phật. Bây giờ tới giấu mình nha, giấu ông bà tổ tiên rồi giấu trời Phật, rồi bây giờ giấu mình. Quý vị coi giấu mình không? Nam mô ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh với đất đạo bạn. Nguyện với mười phương chư Phật, Phật Tổ, Phật Thầy từ bi xá tội cho con. Xá tội đệ tử là xá tội cho mình. Mà muốn xá tội cho mình phải giữ giới lực mới được. Mình không giữ giới lực mà kêu Phật xá tội cho mình hoài, xá cái gì vậy? Vậy thì bây giờ mình giữ giới lực cho tinh nghiêm, rồi Phật mới xá tội cho mình. Như vậy là đúng, đúng chân lý. Mà cả con cái mình phạm giới lực, cái gì cũng phạm cho giỏi, cái gì cũng ham, làm sao mà Phật xá tội cho mình được? Rồi tiêu tai. Tiêu tai là gì? Tiêu hết tai nạn. Mà ngặt con cái mình tạo nghiệp hoài làm sao hết tai nạn được. Rồi tịnh sự. Tịnh sự là tâm mình nó thanh tịnh vắng lặng. Mà ngặt con cái mình lưu hoài mà tâm mình nó không thanh tịnh chẳng trời. Không có tịnh sự, gây sự không. Phải không quý vị? Đi tới đâu gây sự tới đó, thành ra làm sao thanh tịnh được. Rồi bắt đầu trí huệ thông minh mà tu hoài không trí huệ thông minh gì hết. Rồi giai đắc đạo quả mà tu tới giờ cũng chưa giai đắc đạo quả. Ra chính mình lừa dối mình mà mình cũng không hay không biết. Tu làm sao giữ giới lực cho tinh nghiêm, tu làm sao cho hết tai nạn được vui vẻ, tu làm sao cho tâm được thanh tịnh, tu làm sao cho phát khai trí huệ, thì chắc ăn ngày kia chúng ta sẽ được đắc đạo vậy thôi. Vậy thì nổi bài cúng không mà chúng ta giả dối rồi, giả dối với ông bà, giả dối với trời Phật, giả dối với mình, mà mình không hay không biết gì hết, bây giờ làm để có. Nhất định chuyến này chúng ta phải sửa đổi lại, chỉnh lại một chút tu thiệt tình mới được. Vậy thì chỗ này là tu thật tâm thì được thảnh thơi. Thảnh thơi là gì? Thảnh thơi là thông thả. Ngày mai này ở đây chúng ta thông thả rồi, ngày mai này chúng ta đắc đạo giải thoát chúng ta cũng thông thả nữa. Ở đây là nếu mà ai mà tu thiệt rồi đó, thôi đi tới đâu cũng an vui hạnh phúc hết, không còn phiền não, không còn buồn rầu, không còn khổ nữa hết. Còn tu giả dối thì lao thì lý. Giả dối là gì? Giả dối là không có thiệt. Mà làm không thiệt còn có khi lắm lúc đó đi làm những việc nghĩa là làm từ thiện, mà tiền bạc đó, đồng đạo đó, mạnh thường quân ủng hộ mình, mà ngã con cái lâu lâu cái thôi giờ chọt vô trong túi mình mới, lâu lâu cái chọt vô mới thôi, chọt chọt giết mới đầu chọt ít, mới đầu giết rồi chọt giết rồi nhiều, mà làm nhiều giết rồi đi chất quét luôn, không còn tu nữa, đi kiếm tiền không. Thành ra cái này gọi là giả dối. Rồi đối với sự tu hành của mình, nó không thiệt tu, không thiệt tu thật tâm để mà thành Phật, mà muốn tu làm sao ở đây đó tu được nhiêu được, chứ còn dứt phát không có cái mục đích giải thoát, cũng là tu giả dối. Vậy thì giả dối nó có nhiều cái giả dối. Giả dối đó là lường gạt đồng đạo cũng là giả dối. Mà tu không thành tâm, không thiệt tình tu cũng là giả dối. Nhưng mà cái giả dối mà tu mà không có thiệt tâm đó, cái đó nó nhẹ hơn. Còn tu mà lường gạt đồng đạo, cái đó thì cái đó là nặng hơn. Thì thôi giờ đó, nếu mà tu giả dối thì lao thì lý. Lao lý là gì? Lao lý là hai cái nhà tù. Nhà lao đó, ngày xưa của ông vua chủ, ông vua Kiệt á, ông chế cái nhà lao để nhốt những cái người mà phạm tội. Còn nhà lý đó là ông vua chủ đã chế ra cái nhà lý. Cái lý cũng là cái tù nữa. Vậy thì hồi đó nhốt ông Tây Bá Hầu đó là xưa Tây Bá Thất Niên Vũ Lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Vậy thì lao lý này là vũ cho cái tù, ý nó là sự khổ sở đó, đày đọa chung thân.
Tu thật tâm thì được an vui hạnh phúc thì đắc đạo, mà tu giả dối thì sau này phải bị khổ. Cho nên thầy nói như thế này. Thầy nói đó, có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối cũ thì mau gần diêm vương. Tu theo lối cũ là không có sửa miếng nào hết. Vì tu giả đó thì chắc ăn là mau gần diêm vương chống chạy đau khỏi. Thì thôi giờ chỗ này Đức Thầy đánh thức chúng ta, kêu gọi chúng ta phải tu theo câu trên chứ đừng theo tu câu dưới. Tu câu dưới nó nguy hiểm lắm, uổng phí đời tu của mình vậy lắm. Ăn chay niệm Phật cúng lại đi làm lành, nó uổng công của mình vậy lắm mà không được cái gì trơn trọi. Thì thôi giờ chúng ta phải làm sao, phải có cái bản lĩnh tu thiệt tình, nghe lời Thầy nhất định là phải sửa mình cho nó chân sạch. Ngồi đâu cũng sửa, vậy thì bởi nên khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều căn cấm sau đây. Ai ai hãy gắn xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Tu như vậy thì gọi là tu chân chính. Còn tu mà không sửa thì trở lại nghĩa là chúng ta bị khổ sau này. Thôi giờ đến đây xin tạm dừng. Nam mô A Di Đà Phật.